Đây, em sẽ đi bộ cho cả nhà mình xem khu vực dân cư đây. Ở đây rất là cũng khá là đông vui, nhưng mà mỗi nhà đều có một cái phần diện tích dư, đều toàn bộ là mới xây hết. Cái khu vực này là khu vực mới mở ra của thị trấn Ngãi Giao. Dân cư những khu cái nhà ở đây đa số toàn bộ là đều mới xây hết, tại vì hồi xưa thì Ngãi Giao chưa phát triển hết, thì người ta chưa có lan rộng ra cái khu vực này. Rồi đây là cái khu dân cư của lô đất mình nha bà con. Cái đường bê tông này xe hơi thì đi thoải mái nha, hai xe ô tô né nhau thì có thể chật, nhưng mà một ô tô thì đi rất là thoải mái luôn. Đây, khu vực dân cư rất là đông đúc nè. Mình từ đây mình đi ra 500m thôi thì sẽ gặp đường nhựa hướng bên này. Lô đất của mình thì nó bắt đầu từ cái cây cột bê tông kia ha. Bắt đầu từ cái cây cột bê tông này nè. Đổ qua 10m có, nói chung là đã có ranh giới hết rồi. Nói chung là đã có cái cọc móc hết rồi ha, mà cỏ nó phủ lên hơi cao đó. Đây nè, đó, ở trong kia cũng có cục móc hết luôn. Mình sẽ đất ở Ngãi Giao thì mình không cần phải lo về vấn đề mà khu đo hay diện tích là nó sai nha cả nhà, tại vì đất ở thị trấn Ngãi Giao đã tiến hành khu đo rõ ràng hết rồi, sổ nào cũng đúng diện tích hết đó. Cho nên nó là cái sổ mình nó bắt đầu từ là 10m mặt tiền, 10m bê tông, 10m bề ngang, sâu vô 53, có sẵn thổ cư, 60 thổ cư luôn nha. Đất của mình là sẽ phủ hồng toàn bộ, là được quy hoạch là đất ở tại đô thị, có sẵn 60 thổ cư. Mình có thể về mua về và xây những cái căn nhà ở vùng như thế này nè. Chiều sâu vô 53 thì nó đụng tới mấy cái cây cao cao kia luôn ha. Tổng cộng là hơn 500m², rất là rộng luôn đó. Giá bán cho nguyên lô đất của mình là 2 tỷ 8 nha cả nhà, dự chi là tầm khoảng 5,6 triệu trên 1m², và có 10m mặt tiền đường nhựa. Đất ở khu vực đô thị trung tâm mà có thổ cư thì giá như vậy là hợp lý nha cả nhà. Rồi cái khu vực mà đông đông này chính là trung tâm thương mại của thị trấn Ngãi Giao nha. Thì từ lô đất của mình mà đi ra trung tâm thì rất là gần luôn. Toàn bộ khu dân cư từ cái khu vực đất của mình mà đi ra trung tâm nè, khá là đông đúc nha. Đây là cái khu vực mở lan ra của khu vực trung tâm nhất của thị trấn Ngãi Giao. Đây là cái vị trí lô đất của mình là cả nhà, rất là bằng phẳng và vuông vức nha. Đó, rất là bằng phẳng luôn. Mình đi ra trung tâm và các tiện ích như chợ, ngân hàng, trường học thì trong bán kính phạm vi là tầm khoảng là 1,5 km đổ lại thôi. Đây là cái hướng phía bên kia của lô đất của mình. Nói chung là cũng có xung quanh đây có rất là nhiều nhà nghỉ dưỡng đó. Mình đi cái đường này nó hiện tại đó là có đi thông được, nhưng mà hướng bên kia là đường đất, còn hướng bên đây là đường bê tông nha cả nhà. Lô đất này sẽ nằm rất là gần cái trục đường mới vừa mở luôn, đó là trục đường 56B. 56B mà quý anh chị cô chú thường hay nghe những người khác giới thiệu là trục đường này nha. Đó, trục đường mới là mở rất là rộng luôn, cho nên mình đi đâu cũng thuận tiện hết. Đường 56B này nó xuyên suốt từ Nai, Cù Bị về tới Suối Nghệ, Nghĩa Thành, thông ra lại đường quốc lộ 56 đi qua khu công nghiệp. Nói chung rất là thuận tiện giao thông nha. Có cái đường này thì mình sẽ rút ngắn lại thời gian đi qua các xã, các huyện. Đó. Từ cái con đường 56B này mà đi thông vô lô đất của mình thì sẽ đi bằng đường đất, cho nên là hiện tại là chưa có thuận tiện lắm nha. Nếu như mà đi ô tô thì mình đợi người ta mở đường khác, tại vì cái con đường kia sắp trở thành là đường nhựa rồi cả nhà. Đất của mình là vị trí này nè, đó, rất là gần cái trục đường chính luôn ha. Nhưng bây giờ nếu như muốn giao thông thuận tiện, mình đi ra cái con đường nhựa phía bên tay phải nha. Khu vực trung tâm của thị trấn Ngãi Giao, đường xá thuận tiện mà có 500m² thì rất là rộng nha. Từ vị trí này mà mình đi ra Mỹ Xuân, quốc lộ 51 thì mất tầm khoảng là 60km thôi nha cả nhà. Thì rất là gần đường đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu như đi xuống biển á thì tầm khoảng là 50km. Những cái nhà này gọi là nhà người ta trồng rau nha cả nhà, chứ không phải là trại chăn nuôi hay gì hết. Đây là những cái nhà trồng rau sạch. Đó, hướng này mình đi ra đường nhựa này nè, xong mình đi ra trung tâm thương mại thì sẽ là thuận tiện hơn là đi ra cái đường chính Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình kia nha. Đường nhựa thì nó cách lô đất của mình là chỉ có tầm khoảng là 500m thôi. Rồi đây là sổ của lô đất của mình nha cả nhà. Ở diện tích ở trên sổ là 525m², thuộc thửa số 699, tờ bản đồ số 148, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Sẵn 60 thửa cư ở trên sổ nè cả nhà. Đất ở là 60 thổ cư nha. Đây, đất của mình đây có vị trí 60. Vị trí đất ở có mục đích là đất ở nè. Mặt tiền đường bê tông hiển thị trên sổ đúng y chang là 10m luôn, 10 và sâu 53 luôn ha.
Rồi bây giờ mình xem qua cái phần quy hoạch nha. Rồi đây cái phần quy hoạch lô đất của mình nha. Bề ngang 10m và mình sẽ không có bị mất đất để làm đường hay mở rộng một cái gì nữa hết. Đất hoàn toàn là đất ở tại đô thị. Thì sau này mình sẽ có một cái con đường nhựa rất là gần lô đất của mình nè. Cái con đường nhựa này là thì nó sẽ sau này sẽ mở lên nằm gần những cái nhà kính trồng rau bên này cả nhà ha. Đó, sau này nó sẽ thành đường nhựa. Đường nhựa hiện tại bây giờ là nằm tại vị trí này nha. Đó, mình sẽ nằm rất là gần trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại thì nằm vị trí này. Đó, sáng bên luôn. Đi 5 phút là tới thôi, chạy nhanh cái rẹt là tới luôn. Đó, đất của mình hoàn toàn là sạch sẽ hết, không có bị quy hoạch gì nữa hết nha cả nhà ha. Liên hệ với kênh nha, ở vườn qua số điện thoại hoặc là qua Zalo nha. Xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.